số 50 nên nó đang bị tình trạng sao nồi anh em. Kêu quá. Khắc phục cái lỗi gung đầu á, thành sào nồi luôn. Xem nha. Đây chiếc thạch ý sau khi làm nồi và xong hai bố và so này làm vô luôn phay gánh bi độ hai bài mình dớt hết. Cái nồi viên nó lên tới đây là nó đứng rồi, làm xong nó sẽ mở tua lên, nó sẽ có đời có hậu hơn. Lại im máy khắc phục mấy cái lỗi rung ra đầu lì nồi nữa, nhưng hai cái lọc gió đầu chân giúp cái lượng gió nó nhiều hơn nha anh em. Lọc gió viên thì nó bằng giấy á, nó không có đủ gió. Để mình lắp vô mình test cho anh em xem ha. Đây, phải dưới rồi. Thì mình làm nồi rồi xong hết rồi, mình test cái dây pro nó lên nó mở hết tua cho anh em coi nha. Đó, anh em thấy rõ không, dặn cái là nó lên hết tua máy luôn. Thì máy với lại khắc phục cái lỗi rung ra đầu luôn nha. Rồi nó lên tới bước này luôn. Mình nhìn nó có tới đây. Rồi mình đắp cái nồi mình tạt cái lò bốc nó ra lên rồi ha. Có hậu rồi chăm lại hết rồi, mình chạy thử cho anh em coi. Anh em có nhu cầu liên hệ mình. Cảm ơn anh em xem clip nha. Đây tiếp tục buổi chiều mưa. Khá bằng rộng của mình em cắt luôn. Yeah.